Ôi, tối hôm qua ở Guam, bão lớn đập vô chỗ này. Gió thổi mạnh lên tới 140 mao một giờ. Gió cuốn giăng luồn chiếc xe giống như trò chơi. Ngay cái resort chỗ này, gió thổi mạnh bể luôn một góc tường các phòng khách ở dưới hotel cũng bị hư hại hồi tối hôm qua những người ở đây không có ngủ được mọi người cũng thấy ở trong hotel bị nước ngập đủ hết anh ta chỉ cho chúng ta xem rất là nguy hiểm ở trong phòng hotel. Trong phòng không có thể nào ở được nữa. Mọi người cũng thấy nguyên cái tòa nhà này nó nhúng nhích nghiêng qua nghiêng lại. Những người ở trong hotel chỗ này không dám ở trong phòng, phải ở ngoài có hallway. Nóc của hotel bị nước chảy vô trong. Và chức trách báo cho biết ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn là ở trong hotel. Anh Brandon nói cho biết ở ngoài gió thổi, đồ đạc văng túi xua hết, rồi cây cũng bị ngã nữa. Những cây dừa bị gãy, cả luôn những trái dừa văng túi xua hết. Đây là Typhoon Mawar, giống như bão cấp 4 ở Hoa Kỳ. Bão này rất là mạnh khi đánh vô cái khu chỗ này. Đã hai chục năm, chưa có thấy bão mạnh như vậy đánh vô đây. Chúng ta trong lúc này đang nằm trong tình trạng bão Typhoon Mawa. Mọi người phải cẩn thận trong lúc này hải quân đã đưa tàu tới đây để giúp đỡ cho chỗ cái hòn đảo này sau khi bão đi qua vào buổi tối ngày hôm nay những người dân sống ở trên cái đảo này đa số bị cướp điện trong lúc này chỉ có mới bắt đầu xem nhìn thấy hư hại như vậy